Sao Thái Bạch năm 2021 chiếu mệnh tuổi gì và cách hóa giải? Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu vấn đề này nhé. Hãy nhấn đăng ký kênh và cùng theo dõi đến cuối video chia sẻ để nhận được những thông tin hữu ích nhất. Trong quan niệm, hàng năm thì mỗi người chúng ta sẽ có một ngôi sao chiếu mệnh. Đó có thể là cát tinh, hung tinh hay là trung tinh, nhưng đều có chung đặc điểm là những ngôi sao có thật trong vũ trụ. Và sao Thái Bạch nó gắn liền với cái câu rất là quen thuộc, đó là sao Thái Bạch quét sạch nhà cửa, và đã chứng tỏ đây là một cả sao không tốt. Và nghe qua thì mọi người thường cảm thấy rất là lo lắng và dè chừng. Mình thấy trong cuộc sống, khi mà chúng ta hay gặp những cái chuyện gì nó không hay, mọi người thường hay than thở rằng năm nay gặp sao Thái Bạch, hay là khi chúng ta chê một người nào đó này, hay là gặp ai không vừa ý thì mọi người hay nói là người sao Thái Bạch. Vậy thực tế là như thế nào? Thái Bạch đây là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống 9 ngôi sao chiếu bản mệnh của con người, tức là sao xấu nhất trong những sao xấu. Theo đó, người mà bị sao Thái Bạch chiếu sẽ có thể đối mặt với một số những cái tai họa như sau. Đó chính là hao tốn tiền của này, ốm đau, dễ mắc các bệnh liên quan đến nội tạng này, nhiều người bị những cái bệnh tật về mãn tính khó chữa khỏi, hoặc là có thể thường gặp phải những cái vướng mắc trong cuộc sống, rắc rối liên quan đến luật pháp, pháp luật, công việc làm ăn thì lận đận, kinh doanh thì dễ bị hao tốn tiền bạc và gặp kẻ tiểu nhân này, kẻ bị kẻ xấu lợi dụng. Những người gặp sao Thái Bạch được ví như là ánh trăng xuyên qua đám mây vậy, nghĩa là vận trình thì rất là tốt nhưng hay bị ưu phiền vì bị mây mù che phủ kiểu như vậy. Và ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ nên cuộc sống thường là bị u tối, thường xuyên gặp những cái trở ngại, không phát huy được hết năng lực của bản thân mình. Tuy nhiên, nếu mà bản mệnh chúng ta vượt qua cái sao này, vượt qua những cái rào cản này thì sao vận trình nó sẽ thăng tiến rất là nhanh. Nói chung, trong năm sao Thái Bạch thì mọi người chúng ta cần phải lưu tâm, cẩn trọng, đồng thời là phải khiêm tốn, nhún nhường. Và trong năm 2021, sao Thái Bạch chiếu những cái tuổi nào ấy, để mọi người chúng ta còn biết để chuẩn bị tâm lý, chúng ta sẽ xác định dựa vào tuổi âm lịch và dựa vào giới tính của nam và nữ cụ thể như sau. Cũng tương tự như những sao khác trong hệ thống cửu diện thì cứ sau 9 năm thì ngôi sao Thái Bạch nó sẽ quay trở lại với một tuổi. Do đó chúng ta có thể tính tuổi sao Thái Bạch của nam giới lấy mốc là 49 tuổi. Nam giới cứ mà chúng ta đạt cái tuổi là 49 tuổi, đương nhiên chúng ta mặc định là sẽ bị sao Thái Bạch chiếu. Và cái 49 tuổi ở đây là cái tuổi mà chúng ta đã cộng thêm một tuổi mụ và tính theo âm lịch rồi nhé. Tuổi chúng ta chưa cộng tuổi mụ bình thường, theo dương lịch bình thường sẽ là 48 tuổi. Và năm 2021 chúng ta sẽ là chiếu theo sẽ là năm 1973, tuổi Quý Sửu. Chúng ta sẽ lấy năm 2021 này trừ đi 48 tuổi thì sẽ ra cái năm sinh năm nay chúng ta gặp phải sao Thái Bạch, đó chính là 1973. Cái mốc là 49 tuổi ở đây thì cũng là cái năm tuổi mà người Việt chúng ta thường nhắc đến qua câu là 49 chưa qua, 53 đã tới. Ý nói chỉ là cái nguồn xấu về sức khỏe, bệnh tật ở đây. Và nam giới sẽ lấy mốc là 49 tuổi nhá. Rồi chúng ta sẽ cộng lên và trừ xuống cái số 9 thì sẽ là cái năm sao Thái Bạch nó sẽ quay lại một lần. Ví dụ như là trừ đi 49 trừ 9 thì sẽ là 40 tuổi. 40 tuổi đây chính là cái năm mà chúng ta gặp phải sao Thái Bạch. Và ứng với năm 2021 thì nó sẽ là rơi vào cái người sinh năm bao nhiêu. Thì các bạn cứ lấy 40, chúng ta sẽ trừ đi 1 tuổi. Trừ cái 1 tuổi đây là cái tuổi mụ mà chúng ta cộng nhé. Và lấy 2021 chúng ta trừ đi 39 thì nó sẽ ra cái tuổi ở đây là sinh năm 1982. Chúng ta nghĩ cộng trừ với 9 tiếp ý, chúng ta sẽ được các số tuổi như sau. Trước hết là 49 này, 40 tuổi, 31 tuổi, 22 tuổi, 13 tuổi và 4 tuổi. Còn với cộng thêm 9 là 49 cộng 9 sẽ là 58 tuổi, 67 tuổi, 76 tuổi, 85 tuổi và 94 tuổi. Đó là những cái tuổi nam mà chúng ta sẽ gặp phải sao Thái Bạch. Và ứng chiếu sang năm 2021 Tân Sửu thì những người sinh năm sau đây thì sẽ gặp sao Thái Bạch, bị sao Thái Bạch chiếu mạng nhất. Đó chính là sinh năm 2009 này, Kỷ Sửu. Nam sinh năm 2000, Canh Thìn. Nam sinh năm 1991, Tân Mùi. Nam sinh năm 1982, Nhâm Tuất. Nam sinh năm 1973, Quý Sửu.
Và nam sinh năm 1964 Giáp Thìn, nam sinh năm 1955 này, và nam sinh năm 1946 nữa. Sang tính tuổi nữ nhá, nữ mạng thì chúng ta sẽ lấy cái mốc là 53 tuổi, rồi chúng ta cũng tương tự là cộng trừ với 9 thì chúng ta sẽ ra cái số tuổi gặp sau Thái Bạch ở đây. Và đồng chúng ta sẽ ứng chiếu sang năm 2021 thì nó sẽ rơi vào cái tuổi nữ mạng nào. Khi mà chúng ta cộng với 9 thì sẽ ra một những dãy số tuổi như sau. Đó chính là số 62 tuổi này. 62 cộng 9 71 tuổi, 71 cộng 9 tiếp là 80, rồi 89 và 98. 53 tuổi chúng ta sẽ trừ đi 9 lần lượt nhá. 53 trừ 9 sẽ là 44 này. Rồi 35 tuổi, 26 tuổi, 17 tuổi và 8 tuổi là những cái số tuổi mà các bạn chúng ta sẽ nữ sẽ gặp phải sao Thái Bạch. Đây là cái tuổi mà chúng ta đã cộng thêm một tuổi mụ nhá. Và chúng ta muốn tính ra cái năm sinh là chúng ta trừ đi một tuổi. Và nếu 2021 chúng ta trừ số tuổi đấy, cụ thể nó sẽ rơi vào những cái năm nữ mạng 2021 mà sinh năm những sinh năm sau. 2005 này, Ất Dậu, 1996 Bính Tý, nữ sinh năm 1987 Đinh Mão, nữ sinh năm 1978 Mậu Ngọ này, nữ 1969, nữ 1960, nữ 1951. Đó là những cái tuổi hạn mà với nữ mà chúng ta bị sao Thái Bạch chiếu trong năm 2021 Tân Sửu nhá. Tuy nhiên, nếu mà phụ nữ chúng ta bị sao Thái Bạch chiếu mà năm nay chúng ta có thai thì sẽ là kiểu như là trong rủi có cái may, hên lại gặp may sẽ là tốt cho cả chồng, cả con, khi sinh sản nó cũng được yên lành, nên vậy chúng ta không phải quá lo lắng nhé. Còn nếu không có thai sản, tức là không có thai thì người phụ nữ chúng ta sẽ bị lao đao lận đận và làm ăn gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Vậy là chúng ta đã biết cái tuổi nam nữ, tuổi bao nhiêu này, sinh năm bao nhiêu. Trong cái năm 2021 chúng ta gặp sao Thái Bạch, đây là một cái sao rất là xấu. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao để hóa giải được? Với tâm lý lo lắng thì nhiều người chúng ta sẽ làm lễ dâng sao giải hạn hay là cúng bái khắp nơi nhằm chúng ta giải hạn cái sao Thái Bạch này. Các bạn chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng. Tốt nhất là chúng ta sẽ làm vào cái ngày rằm tháng giêng tại các chùa chiền. Tuy nhiên đây là chỉ là cái giải pháp tâm lý và nó không có tính thực tế. Với những người chúng ta bị sao Thái Bạch chiếu mệnh thì dễ bị hao tài tốn của, thì các bạn chúng ta nên hóa giải bằng cách là tích cực làm những cái việc thiện này, hồi hướng công đức cho gia tiên. Và năm Thái Bạch được cho là quét sạch nhà cửa, nên chúng ta không muốn mà không bị mất tiền của, tiền bạc vào cái việc gì đó vô ích ấy, thì chúng ta có thể làm từ thiện này, giúp đỡ những người nghèo khó, làm việc tốt, việc thiện thì ắt sẽ là hóa giữ thành lành, nên không phải quá lo lắng. Còn việc chúng ta dâng sao giải hạn ấy thì thường nó sẽ tốn kém này, mất nhiều công sức mà chưa chắc nó đã có được hiệu quả. Vậy nên việc làm hóa giải tốt nhất là ở chính bản thân các bạn thôi. Chúng ta làm những việc tốt này, thay vì chống lại cái năm Thái Bạch này. Những người mà chúng ta gặp cái hạn mà 2021 Thái Bạch thì hãy xuôi theo nó, tu nhân tích đức, hiếu thảo này, sống có trước có sau, làm nhiều việc thiện và giúp đỡ mọi người xung quanh. Làm việc có tâm thì chắc chắn là cái vận hạn không may nó cũng sẽ được giảm bớt xuống, và cuộc sống, cả cái năm 2021 của bạn nó sẽ may mắn và tốt đẹp hơn. Vậy thôi, nếu các bạn chúng ta có bất cứ thắc mắc nào thì hãy để lại ở phần bình luận phía bên dưới nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người.